Đó, món này mình có thảo. công việt bắc thảo nè, mấy cái công việt bắc thảo? Bốn cái, hai công việt muối á. À, hai công việt muối thì mình bỏ vào nồi cháo nè, mình nấu nãy cho nó nhừ rồi nè, mình không có, mình em bỏ lửa nhỏ bỏ thôi. Bỏ vịt muối thì bỏ muối, mình không bỏ mình bỏ vịt muối thôi, cái này không có nêm cái gì hết, chỉ có gia vị của nó thôi. Mình đã mấy trái vịt muối trong nồi cháo hai này, cái hai cái vịt lột muối ra xong bóp ngự ra. Nè, ông bắc thảo bốn cái lột bỏ sẵn ra riêng đó. Bữa nay các bạn biết mình nấu món gì không? Bữa nay mình nấu rất là đơn giản, ăn tối thôi chứ không có tính quay phim đâu, nhưng mà quay chơi cho vui, coi có ai thấy cái món này là lạ không. Dạ, đi kèm với nó đó là mình có đây, có ai nhận ra con gì không? Rất nhiều dầu. Thì cái đợt trước á mình cũng có nấu rồi, mình để nó mới đem về á, nó thun lại nè, nó thun lại cứng lắm, nó lại còn khúc mà mình cắt ra nó không có đẹp. Bữa nay mình biết cách, mình để với báo á, mình ướp, mình bỏ vô nước cho nó ướt, cái mình phủ để lớp dưới lớp trên mình phủ lại, bỏ tủ lạnh. Thì bữa nay nó bị tê đó, nó nằm nó xả nó mềm cái giòi của nó, chút nữa mình cắt làm sashimi mình ăn sống á, nó bự nó ngon hơn. Cái video trước mình có làm rồi nhưng mà không có đặc biệt lắm, cái con này bự không, cầm bằng tay nè, tay bị lạnh quá nứt hết chảy máu nè, bự hơn bằng tay không, con dao mà nó bự hơn dao, bằng con dao luôn á. Mà có hai con, thì con này bên đây nó bán một một pound như vậy á là 28 đồng, mà một con này thì một con này trên gần 2 pound con, gần ký một con hả, nó bao mấy là một con hay là hai con? 40 đồng, ba pho mấy đó, no ba pho mấy đó, ba pho mấy hàng nãy hả? Ừ. Ở một đó, con là ba pho mấy, ô một con ba pho mấy hả? Ký rồi. Đó thì hai con này khoảng chừng 1,5 kg đó, một pound nó thì nửa ký là 30, gần 30 đồng, 28 đồng. Hai con này khoảng nhiêu tiền? Nhân lắm. Đâu biết nhân đâu, đâu có đi học đâu nhân. Nó chơi thôi, thì mình cứ nói về cái giá thôi, còn không cần thiết về giá tiền bao nhiêu. Đó, bên này thì mình để tủ lạnh cho nó mềm ra nè, rồi bắt đầu mình chế, mình làm cái sashimi. Còn cái ruột của nó đó, chút nữa mình nấu cái món, mình nấu vô cháo, mình nấu chung với hột vịt muối với bắc thảo. Chắc ai chưa ăn qua cái đó đâu ha. Nhưng hột muối với bắc thảo á, thì cái đó là cái cháo của người Đài Loan, người ta nấu thiệt là đặc luôn á, đặc sệt à. Xong người ta mới bỏ hột vịt muối với bắc thảo thôi, nó đơn giản vậy thôi mà ăn rất là ngon. Đó là món điểm tâm của họ đó. Rồi họ thích ăn đó thì miếng giò cháo quẩy. Rồi thì bây giờ mình chuẩn bị chế biến này. Cắt miếng này. Đó, nãy vừa mới đang quay con ốc về dôi cái bạn gái tôi đem đi nó cắt hết rồi đó, tôi cắt miếng này nè, cắt miếng vậy thôi, bỏ vô hộp chì muối thì mình bóp nhỏ ra quậy lên cho thấy dưới cái vòng trắng bỏ hết rồi đó. Nói chung là có hộp chì muối ở đây, mình lấy hộp chì muối để mình làm cái vị mặn đó thôi. Giấm tiều nữa, mua giấm là giấm loại giấm đen á, mà mình mua bữa nay mình đi chợ đó mình quên, không có mua được cái giấm đó, cái đó bỏ vào mới ngon, cái đó của người ăn theo phong cách của người Tàu á, người Đài Loan cũng ăn vậy nữa, Hồng Kông thì ăn nhiều hơn. Hấp dẫn quá, ngon chưa, thì đủ không? Bỏ thêm luôn đấy. Rồi bây giờ mình có mớ gừng nè, mình cắt vô. Thì thường cái cháo này á là mình đi ăn ở trên máy bay của Đài Loan á thì người ta không có bỏ gừng, nhưng mà mình thích bỏ miếng gừng vô, trời trời đây rất là lạnh, cái này mà mình ăn cháo mình để cái trời lạnh thì ngon lắm ha. Bữa hổm thì mình cũng làm món cháo ớt ăn quá ngon cái trời lạnh, thì bữa nay mình làm tiếp. Đó, là món cháo khác, cháo nó dễ ăn. Rồi mình cắt gừng sắc sợi bỏ vô thôi. Đó, mình sắc xong rồi mình bỏ vô cháo, quậy đều lên. Cháo này mình để cho nó nóng nóng thôi nha, chứ không có tại nó nhừ sẵn đây. Cháo này mình nấu bằng cái gạo gạo mới á. Gạo mới thì nó có nhiều cái tinh bột nhựa hơn nên nó sệt, nó có độ thơm. Rồi bây giờ ốc nào mình có hai con. Mình bỏ từ con một vô. Cái nước nóng thì nóng nha, nếu mà ai không có cái giò nước nóng á thì mình có thể nấu nước sôi, nhưng mình đừng có sôi quá, sôi tiêm cho mình đem đi mình bỏ vô cái lần trước mình có quay đó. Rồi, nước cái giò cho cái giò nó, chúng ta cái giò nó thôi.
nó rất là dễ chín, loại ốc này nó nóng nó tự dột da. Nóng sau khi mình xả bằng cái nước sôi đó, mình thấy cái da nó cứ bị dập nè. Bữa hổm mình nấu nước sôi á thì nó chín quá năm nữa nó không có ngon. Cái này nó là gọn nè, bỏ nước sôi ra ra sau một chút con dao này mình cắt nó ra. Dao càng mỏng càng dẻo càng tốt, như cắt mấy cái gần của nó đó, gần hai bên cái mài của nó thôi mình lột nó dễ. Rất là dễ tắt, tắt cái gần ra cái này thôi. Wow, hấp dẫn quá. Đợt này đã ngon hơn trước một chút, mình không có điểm nước sôi nhiều quá làm nó ngon. Mình dễ lột, mình lột từ cái đít nó ra cái này. Thuốc hợp này càng ngon hơn, nó không có bị thung nhưng mà đỡ hổm ha, nó dễ lột nó ngon hơn. À, wow, thấy chưa, sạch sẽ luôn. Rồi chưa, mình trông thấy rửa sơ nữa, mình tách thêm con này nữa. Bắt đầu giờ mình cắt cái này ra, sống cái phần rau này, cắt để riêng cái gần. Cắt cho nó cái ruột ngang để mình rửa cho nó sơ, cho nó sạch. Mình nhìn cái ống nó ha, hai cái ống, cái ống thở với ống ăn của nó đó, mình cắt dọc cho nó. Chỉ rửa trong cái gớt cát này. Rửa bằng nước lạnh. Qua cái này thì nó ngon hơn nhiều, nó nở ra gì nó bự đúng không? Mình rửa sạch thôi, nhìn rửa nước thì nó lạnh á, cái đừng rửa nước ấm nữa là nó bị chín, nó không có ngon, nó không có độ giòn nữa. Rồi xong bắt đầu mình lấy cái giấy mình lấm tấm cho nó khô hết, làm cho nó khô hết. Xong xuôi đó bắt đầu mình mới cắt ra, mình có dĩa, một cái dĩa nước đá sẵn nè, bỏ ra hết rồi. Bây giờ bén sắc đã thì cái kia hả, không gì được rồi, chắc mình cắt nó mỏng. Nhìn ngon chưa, tươi rói. Cái gan nè, đó, mình sắc nó nhỏ ra để mình nấu cháo. Rồi cái gan nó bị bể gan hay mặt gì để mình rửa sơ. Nè,
này thì nó sạch sẽ hơn. Nói chung cái này nó không có gì dơm đây hết á, tại mình thấy có gan dính thì cắt nó dơ, rửa nó thôi. Rửa cái này ra trước. Hấp dẫn chưa? Cắt khúc nhỏ này ăn ngon phải không? Bự quá. Cái nhỏ này mình cắt cái nhỏ gì nấu cháo cho nó dễ chín mà nó rất là ngon nữa. Tại vì khi mình có hộp vịt muối á, với hộp vịt bắc thảo trong đó rồi, nên cái này mình ăn chung nó có độ giòn, độ thơm với hành, với gừng rất là ngon. Rồi cắt cái nhỏ này. Rồi sau mình xong cắt mình bỏ cái tô. Để chút nữa khi mình bỏ vào cháo thôi, nấu cháo thiệt sâu, cháo nấu chín rồi chờ để sôi thôi. Rồi cắt bỏ cái tô. Đó, đây là còn cái ruột mình nãy mình cắt nhỏ rồi phải không? Bây giờ mình chờ cháo thì có sôi. Nếu nó sôi cái này nè, mình chờ thì có sôi, mình đổ vô rồi mình quậy đều là ăn được rồi. Rất là mau chín. Đó, cháo nó sôi nè, là mình bỏ vô đi. Cái này không cần phải luộc lâu đâu nha. Cái này luộc mình luộc lâu cái chút nữa là nó bị khô cứng liền à. Đó, thơm lắm. Đó, mình chờ nó chuẩn bị nó sôi lại, bắt đầu thì mình chắc là mình ăn thôi. Mình ăn nó múc. Hấp dẫn quá. Rồi, cái này xong xuôi đó, nó nấu nóng lại được rồi. Để cái này ăn sống được mà, nên mà mình tắt lửa nó không có tanh, rất là ngon. Nó quá sôi rồi, sao mình tắt lửa. Bưng lên đói bụng lắm rồi. Đây đó xong xuôi nè, mình có gừng sắc sợi nè, hành lá sắc mỏng nè, nước tương, rồi cháo, đó nóng thấy không, bốc khói phê chưa. Rồi còn đây là con ốc vị dâu này của mình, chắc là làm sống. Cái này thì mình không thích ăn wasabi, mình đã nói trước cái video trước á, tại wasabi bỏ vô nó nồng, nó cay lắm, không mất ngon. Con này nó không có tanh nữa, nên mình ăn mình chỉ để cho nó lạnh thì mình ăn chấm với nước tương thôi. Cái nước tương ồ quên nữa, lấy miếng ớt đi, ớt sa tế bỏ cho thơm. Có miếng sa tế quá hấp dẫn nè, mình thử một miếng này trước cho nó còn fresh nè. Wow, thấy chưa, cháo thơm. Hành lá nè, gừng nè, coi múc ở dưới trên có gì đây. Vị bắc thảo, thấy chưa, tiêu, gừng, ngóc đâu hết đây, trộn đều lên đó, cháo thơm. Thấy này, vậy ốc này, gan ốc nè, ngon lắm, với vị bắc thảo nè, ngon không? Đồ nào ăn tô bự tô chả thấy chưa. Quá ngon. Nóng quá. Quá nóng. Dít miếng cái sa tế bỏ vô cho nó cay. Này mấy sa tế đâu, tại mình thích ăn mình bỏ vô thôi. Ơ nhìn hấp dẫn không? Ai mà đói bụng nhịn là chảy nước miếng á. Đúng quá. Mình mới chết trên mặt hay hơn. Ơ nóng quá. Gấp đèn trước đi kia, nóng quá, nóng rồi. Nóng quá phải không? Ngon. Nước tương cái sa tế nè. Chấp với cọng lá cho ơi. Ăn này trước thì cái này nóng quá trời nóng. Wow, ngon quá ngon. Còn cái thơm một sa tế.
chấm con này vô với miếng cọc hành lá nó ngon quá trời ngon à. Muối là ngon ha. Ừ, muối nó vô với bắc thảo á. Giống như mà hồi đó tối tối không ta. Quá hào ngon quá. Dớt trên mặt cái ăn nó nóng nó ngon hơn. Hành lá nhiều quá, bỏ vô thơm quá trời thơm. Rất hành lá, thêm miếng hành lá đi cho nó đã. Tại trời lạnh á, mình ăn hành lá với gừng nhiều nó thấm ấm bụng. Cho một muỗng lá luôn. Wow, trộn đều lắm coi. Quá là ngon. Mà nóng quá. Mới làm về đau bụng quá trời luôn. Vừa làm quay phim xong giờ mới được ăn nè. Thấy chưa? Chấm nó ra cho nó thấm vô cái nước tương nè, nó với sa tế nó màu đẹp không? Nước cài. Nước cài nó ngon lắm. Gừng sao màu kỹ vậy? Của Thái Lan. Thái Lan hả? Trời mà không đỏ lèo lét hồi nãy giờ tưởng cái bông không à. Không đi. Đây người gừng ngâm chua. Rất thực tế. Nước tương này món ruột mình thích ăn biết cái sa tế không? Ngon quá. Xa quá, thấy cái gì vậy? Đó, cái gì vậy? Nhìn cái gì là mẹ hấp dẫn rồi. Người cháo cũng có nhiều ăn luôn. Thấy chưa, cắt vô dôi nè. Cắt cái đợt này nó ngon, nó mỏng á, nó bự hơn cái đợt trước. Đợt trước làm nó bị teo lại, mấy lý do tại sao. Ui, cái lộn cái đũa. Đũa cong queo bỏ vô gấp hoài không được. Đũa khác nè. Ok, thôi giờ mình ăn đây. Cảm ơn các bạn theo dõi ha. Cái này mình chỉ không... tối nay mình đói bụng mình ăn mình quay chơi cho coi cái món lạ là cái món nấu cháo cháo với bắc thảo với với gan ốc dừa dôi nè. Rất là ngon. Cái món này rất là đơn giản dễ làm mà cái này thì đúng ra nó phải đặc hơn chút nữa ngon. Cái này nó lỏng quá. Nhưng mà cũng ngon rồi. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi ha. Nhớ đăng ký kênh để lần sau coi mình chia sẻ cho mình nấu món ăn gì. Cảm ơn các bạn. See you. Thank you for watching. See you guys for next video. Remember subscribe for next video. Alright, thank you. Bye bye. Bye everyone.